Hello mọi người nha. Hôm nay Thành rất là vui bởi vì được thầy hiệu trưởng của một trường rất là danh tiếng gọi đến để mời đến trực tiếp nói chuyện và tìm hiểu về trường cũng như là hợp tác để cùng phát triển về vấn đề du học sinh Việt Nam sẽ sang trường đấy học. Và trường đấy chính là ngôi trường nào nhỉ? Trường đấy là một ngôi trường rất là nổi tiếng ở khu vực Châu Lăng Câu này. Một ngôi trường mà đào tạo ra các thế hệ K-pop, BTS các thứ, những ngôi sao nhạc K-pop rồi là những vũ công nổi tiếng ở Hàn Quốc, các diễn viên, các cái ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Một ngôi trường rất là nổi tiếng như thế và phù hợp với cái xu hướng hiện tại của Việt Nam mình là những bạn trẻ bây giờ rất yêu thích ngành nghề âm nhạc Hàn Quốc. Một đấy chính là tỷ lệ sau khi tốt nghiệp tỷ lệ xin được việc làm cao nhất Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Cái thứ hai đấy chính là một cái lò đào tạo, gọi là cái ngôi trường này chính là cái lò đào tạo các ca sĩ K-pop BTS nổi tiếng của Hàn Quốc. Và không để mất thời gian các bạn nữa, đây ngôi trường này chính là đây, trường này là trường Hoa Quân THQ nhá. Và chúng ta cùng đi nào. Get ready to run with H. My mindset is H. 내 인생이란 책에서 제일 강렬한 page. With H. 우리 서로 손잡고 걸어발 맞춰. 이게 바로 H. 발전의 방법. 어제보다 난 오늘보다 낫네. 힘차게 일어나. Let's get it on. 하. 새로운 세상. 두려워하지만 끝없는 도전. 이제 시작인 거야. 갚았던 지난 날들 이젠 모두 추억일 뿐이야.
안녕하세요. 진짜오 베트남 우리 학생들 우리 호원대학교에 와서 즐겁고 행복한 시간이 되기를 바랍니다. 우리 학생들 만나보고 싶습니다. 다음에 만날 때까지 안녕히 계세요. Chào xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình có thầy đây là hiệu trưởng của trường Hun Techo thì là có gặp gỡ và cam kết sẽ là đưa các bạn sang đây có một cuộc sống là dọc thật là vui vẻ nhá. Nhông. Rất là đẹp mọi người ạ. Giống như cái công viên đấy. Phía sau này là hoa này. Hoa nở cái vùng khu cỏ Hun đấy. Bây giờ Thành đang đi xuống chỗ xuống theo viện trưởng của khoa quốc tế. Đây, viện trưởng khoa quốc tế đang đi đây. Hơi tối nhỉ. Đây. Thì là bây giờ Thành đang đi theo để xuống đây và Thành tìm hiểu cho mọi người rõ hơn về chương trình du học tiếng trước khi là du học chuyên ngành. Bởi vì thường thường mọi người sang là sẽ phải du học tiếng đấy. Học tiếng thật tốt đã rồi mới học chuyên ngành được. Hoặc là mọi người học thật tiếng thật tốt ở Việt Nam rồi là sang đại học chuyên ngành sau. Các ngành thế mạnh, ví dụ như học sinh Việt Nam đang học ở Trung Quốc rất là nhiều. Đấy là ngành ô tô này, ngành thẩm mỹ, ngành nấu ăn. Đấy là những ngành mà rất là được ưa chuộng chúng mình. Và tỷ lệ tốt nghiệp ra trường cũng rất là cao. Cảm ơn chị. Chị thì như vậy. Sau khi gặp Trung Trang thì là sau gặp hiệu trưởng trường Hun Techo thì Thành thấy là ở trường này Thành có một số thông tin và muốn cho mọi người biết đấy là ở trường này thì là các bạn khi mà các bạn học học tiếng thì là mỗi kỳ là 1 triệu won và 4 kỳ tương đương với 4 triệu won một năm, nhưng mà đổi lại thì là các bạn mới sang học đầu ấy thì sẽ được miễn phí đến ký túc xá, miễn phí nhá. Ở đây khu vực này thì việc làm thì chắc là phải xuống chỗ gần nhà Thành, chỗ Kunsante ấy, Kunsante gọi là Kunsansi ấy. Chứ còn nếu các bạn mà chỉ tập trung ở chỗ này thì mình Thành nghĩ là nó ít. Hiện tại Thành đang có mặt tại sân vận động hôm nay thì là người ta có giải bóng ở trường Hun Techo và Thành sẽ bay flycam lên cho mọi người xem toàn cảnh ở trường Hun Techo nhé mọi người. Thành sẽ bay flycam lên mọi người nhá. Mất tích rồi. Khu vực cổng của trường và trước cổng luôn là có rất là nhiều one room với lại là quán ăn, quán hàng, các bạn có thể sinh hoạt một cách là thoải mái nhé. Và đi tiến sâu vào trong thì khi sâu vào trong thì chỗ kia là chỗ các bạn sẽ học tiếng. Nói về ký túc xá của trường Hun rất tuyệt vời. Mình chắc là phải vào trong để mình xem như thế nào đấy. Nhưng mà mình thấy ở phía ngoài các bạn thấy là nhìn từ trên cao xuống thì như một cái gọi là resort đấy. Nó miễn phí 6 tháng đầu cho học sinh. Nói về cái ký túc xá của trường Hun Te này thì mình thấy là miễn phí 6 tháng đầu cho học sinh và có thể chứa được đến 2.500 người, rất là đông. Và thầy hiệu trưởng có nói với bọn mình là khi mà học sinh Việt Nam sang nhiều ấy, gọi là ưu ái cho học sinh Việt Nam sẽ làm một cái chu bang, có nghĩa là làm cái bếp cho học sinh có thể nấu ăn ở trong khu vực ký túc xá. Các bạn có thể biết là bên này ấy, là hầu như không một cái trường đại học nào, ký túc xá nào cho phép học sinh nấu ăn ở trong trường cả, trong ký túc xá cả. Bởi vì thường thường là có cái nhà ăn riêng.
Nhưng mà ví dụ như kiểu học sinh Việt Nam mà muốn ở trong ký túc xá thì là ăn uống như thế thì nó bất tiện, đối với cái khẩu vị nó cũng khác. Nên là thầy hiệu trưởng có giúp đỡ được cái vấn đề đấy thì mình thấy là rất là tốt. Đi đi. Nhấn like và đăng ký kênh nhá. Được chưa? Được.